Rồi, hello, chào mừng quý chị đã trở lại với kênh Mỹ Mô Tô của em nha. Hôm nay thì em có mặt tại Bình Dương nha anh chị. Cửa hàng xe máy của anh Phương Nam là gần ngã tư Bình Chuẩn, Tân An, Bình Dương nè anh chị ơi. Để tiếp tục vào bên trong cửa hàng để cập nhật những mẫu xe còn bên trong cửa hàng rất là nhiều nha anh chị. Chẳng hạn như là xe đi làm, tay ga, xe số, nói chung mà đủ loại luôn. Và có cả mô tô cổ điển luôn nha anh chị. Và những mẫu xe như là xe điện nè, cũng có luôn. Và có hỗ trợ góp tay đôi luôn nha anh chị ơi. Và chi tiết như thế nào cũng như là địa chỉ cửa hàng ra sao thì cách mua bán thì mình vô đây mình gặp Chiến nha, sẽ giới thiệu chi tiết cho anh chị các bạn mình nè. Rồi, chào Chiến. Dạ, chào anh và tất cả các bạn anh chị gần xa nha. Thì hôm nay tiếp tục cửa hàng xe máy Phương Nam em giới thiệu tới cho tất cả các bạn anh chị về các dòng xe tại cửa hàng nha. Như là mô tô nè, cổ điển thể thao, rồi mấy tay ga, rồi xe số, rồi đều có hết nha các bạn anh chị nha. Rồi đó, địa chỉ cửa hàng em là số 14 đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương nha các bạn anh chị. Ok đó. Và cửa hàng em vẫn ship xe toàn quốc cho tất cả các bạn anh chị luôn đó, miễn là các bạn anh chị ở dọc quốc lộ 1A là em có thể ship xe được nha đó. Và hỗ trợ cho tất cả các bạn anh chị trả góp qua ngân hàng và qua cửa hàng luôn đó. Qua cửa hàng có nghĩa là anh chị mình nợ xấu á, mình có thể góp qua cửa hàng được ha. Dạ đúng rồi anh, các bạn chị. Ok, bắt đầu mình vào xem xe nha. Chiếc này dạ. Thì sao? Chiếc này có bán chưa? Dạ, con này là xe mới về luôn. À. Đó, con này là Magna 50 nha các bạn anh chị. Wow, mẫu xe này Magna 50. Là nhiều anh chị bạn bè mình cũng có hỏi nè. Hôm nay lại về một chiếc nè anh chị các bạn ơi, rất là đẹp luôn nè. Đó, xe này là máy móc là em bao em tuy là 50 nhưng mà chạy rất là sướng luôn các bạn anh chị. 50 đúng không? Dạ 50. Xe này mình nổ máy chưa? Có đổ xăng gì chưa? Rồi ok, để em nổ máy cho các bạn anh chị xem nha. Rất là gọn nha anh chị ơi. Đề đúng không? Yếu bình. Có đề luôn ha? Dạ có đề đầy đủ hết. Xe này em để là bị yếu bình rồi các bạn anh chị. Đó, tiếng máy rất là êm luôn nha các bạn anh chị nha. Các bạn anh chị ưng thì cứ liên hệ qua số của cửa hàng đó, thì rồi em sẽ quay video và gửi cho các bạn chị tham khảo nha. Xem và nổ máy luôn ha. Chiếc này thì hiện tại là mình có ra giá chưa? Rồi cửa hàng đang để cho các bạn anh chị là 60 triệu nha. 60 nha anh chị ơi. Cái này Magna 50 là Honda nhập Mỹ nha các bạn chị. Các dòng xe này bây giờ rất là hiếm, ít luôn đúng nha. Rồi. Rất là hiếm luôn nè. Có rất là nhiều anh chị mình cũng có hỏi nè. Hỏi cái mẫu này nè. Hôm nay về một chiếc anh chị các bạn, em quay liền cho anh chị các bạn mình xem luôn. Đó. Mình quan tâm con này có một bô hơn bên phải không? Dạ đúng rồi, con này nó ra có một bô thôi, cái kiểu dòng Magna Vin là như vậy đó các bạn chị. Chứ còn mà các bạn chị thấy nó ra hai bô là nó độ nó chế nha, còn cái này là nguyên bản của nó là chỉ có một bô thôi. Rồi anh em mình có nhu cầu quan tâm thì nhanh tay liên hệ qua số ở trên màn hình nha anh em ơi. Rồi tiếp tục nha, mình bắt đầu sẽ rồi, ở trong đây thì vô cái dòng mô tô thể thao với lại mấy cái dòng cổ điển này trước đi anh ơi. Ok, bắt đầu từ đây mình xem về ga trước nha anh chị. Rồi ở trong thì em có một dòng Master các bạn chị. Master đỏ ở trong. Dạ đúng rồi. Master đỏ ở trong đó là 125 phân khối nha các bạn chị nha. Đó, bao nhiêu năm tháng thì máy móc sạch sẽ khô ráo, máy cực kỳ là êm luôn. Đó, kiểu dáng cổ điển. Thì con này cũng cửa hàng cũng đang giảm cho các bạn anh chị về trải nghiệm là còn có 17 triệu nha. Đó, xe đẹp, chức năng đầy đủ nha các bạn chị. Có thêm một cặp túi da đằng sau cho các bạn chị luôn. Xe là để em để bụi bặm các bạn chị. Chứ các bạn chị ơi, em rửa gái ra là rất là mới nha. Trong quá trình quay mà em quay chi tiết xe chưa được gửi cho mấy anh chị các bạn mình xem thông cảm nha. Mình cần coi chi tiết có thể liên hệ nha anh chị qua số trên màn hình. Xe rất là chật, không thể nào mà quay chi tiết kỹ được nè. Rồi tiếp theo ở đây có một con Yamaha. Con này là của thằng 125 phân khối nha các bạn anh chị nha. Đó, xe là cặp vỏ còn rất là ok, máy móc thì bao em, chức năng thì đầy đủ cho các bạn anh chị luôn. Nước sơn thì cũng có theo năm tháng thì cũng có chạy đôi đường nhưng mà không đáng kể nha các bạn anh chị. Đó thì con này cửa hàng cũng đang giảm cho các bạn anh chị về trải nghiệm luôn là còn 15 triệu nha. 15 triệu thôi. Rồi, phần siêu phẩm rồi. Rồi tiếp theo thì có một con Boss City. Con này là KBR nè các bạn anh chị. Hệ 125 thống... đúng không? Dạ đúng rồi, hệ thống 6 số và có kính nước làm mát nha. Rồi con này hôm nay live hôm nay cửa hàng chốt nhanh cho các bạn anh chị luôn là 13 triệu nha. Đó, 13 triệu về cho các bạn anh chị trải nghiệm luôn. Máy móc là bao em cho các bạn anh chị nha. Đó, chức năng thì đầy đủ luôn. Nước sơn, nước xi cũng còn khá là ok nha các bạn anh chị. Rồi ok, tiếp tục nha anh chị. Lên đây mấy mẫu xe Targa nè. Tiếp theo là trên đây thì em có dòng Saab nha các bạn chị nha. Đó, con này là Saab
xài bình sơn cơ 125 phân khối. Dàn áo thì em mới vừa sơn lại nha các bạn anh chị. Đó. Mới sơn lại nên rất là đẹp luôn. Máy móc thì bao êm cho các bạn anh chị nè. Con này cửa hàng đang để cho các bạn anh chị là 7 triệu nha. Chỉ bật có 7 triệu là các bạn anh chị sở hữu ngay được một em sáp nha. Rồi, no. Cái bên là no 6 nha các bạn anh chị. Đó. No 6 này mang biển số là 95. Máy móc là bao êm, chạy mạnh giọt cho các bạn anh chị luôn, chức năng đầy đủ. Đó, giỏ trước, giỏ sau còn khá là ok luôn các bạn anh chị. Và có vô một số ốp inox như là mạ rơm này cho các bạn anh chị nha. Cửa hàng này con đang để xe này cho các bạn anh chị là còn có 12 cũ nha các bạn anh chị. Chỉ 12 triệu thôi. Rồi anh chị mình lưu ý là No 6 nha anh chị. Rồi tiếp tục, Janot. Rồi con Janot. Janot này của hãng Yamaha này các bạn anh chị. Đó, mang biển số là 93. Xe đẹp từ trong ra ngoài luôn. Máy móc sạch sẽ khô ráo, chức năng đầy đủ. Đó, thì con này cửa hàng cũng đang giảm cho các bạn anh chị là còn 14 triệu nha. Đó, chỉ có 14 triệu thôi. Các bạn chị cần thông tin chi tiết thì cứ liên hệ qua số Zalo cửa hàng giùm em nha. Rồi tiếp theo con này là dòng SYM. Đó, kiểu dáng giống như Attila vậy đó các bạn anh chị. Đó, nhưng mà nó không phải Attila nha. 125 phân khối. Con này đang xài bình sơn cơ. Nước sơn, nước xì còn rất là đẹp luôn. Máy móc thì bao em mạnh giọt cho các bạn anh chị nè. Đó, con này để cửa hàng để cho các bạn anh chị giờ chỉ có 6 cũ thôi nha. Đó, các bạn anh chị xem video thì các bạn anh chị nào ở xa thì em có thể ship xe cho tất cả các bạn anh chị nha. Và các bạn anh chị nào ở gần thì em mời tới trực tiếp cửa hàng xem xe nha. Rồi tiếp theo là dòng No 4 nè các bạn anh chị. Đó, con No 4 này bao nhiêu năm tháng thì máy móc vẫn còn êm, vẫn còn chạy mạnh cho các bạn anh chị nè. Chức năng đầy đủ và có vô một số ốp inox cho các bạn anh chị luôn. Đó, thì con này cửa hàng đang để cho các bạn anh chị là còn 6 củ nha, 6 triệu nha. Đó, chức năng đầy đủ luôn, máy móc cực kỳ là êm và chạy mạnh giọt nha các bạn anh chị. Rồi tiếp theo nha anh chị. Ở phía sau còn rất là nhiều xe nha anh chị ơi. Đây, xe tay ga này cũng ở đây thì em có con Pedro. Pedro này là của Pháp nè các bạn anh chị. Đó, xe này người ta đập thùng luôn. Đó, Pedro của Pháp. Xe mới từ trong ra ngoài. Nước sơn, nước xi còn rất là đẹp luôn. Đó. Con này mang biển số là 86 Bình Thuận nè các bạn anh chị. Đó, nhìn kiểu dáng nó rất là đẹp luôn các bạn anh chị ha. Tuy nó hơi dài tí xíu thôi. Đó. Rồi con này cửa hàng đang để cho các bạn anh chị là 35 triệu nha. Rồi kế bên là dòng sáp nữa nè các bạn chị. Sáp thì cửa hàng em rất là nhiều nha. Màu đỏ, màu đen, màu trắng, màu nâu đều có hết nha các bạn anh chị. Đó. Rồi con màu trắng này cửa hàng đang giảm cho các bạn anh chị là còn 9 triệu nha. Đó, dàn áo theo năm tháng thì cũng có chạy đâu được. Dàn áo liền lạc không bể vỡ nha các bạn anh chị. Đó, vỏ trước vỏ sau còn rất là ok luôn. Con sáp màu trắng này mang biển số thành phố. Đó, máy móc cực kỳ là êm và chạy mạnh. Thì con này em đang giảm cho các bạn anh chị là còn 9 triệu nè. Rồi cái bên đây thì có con Kimco. Này là 125 phân khối nè các bạn anh chị. Đó, Kimco 125 phân khối. Xe này em để cho các bạn anh chị là chỉ có 4 triệu thôi. Anh các bạn anh chị nào thiện chí nhanh tay nữa thì em sẽ bớt thêm chút lọc lá cho các bạn anh chị nữa nha. Đó, chỉ có 4 triệu. Máy móc là bao em. Giống như là SH với anh chị. Rất là to ha. Rồi. Rồi, tiếp theo là đây cũng có 3 con sáp. Đó, 3 con sáp màu đen bóng. Đó. Chất lượng thì máy móc và nó đều êm và chạy mạnh như nhau hết nha các bạn chị. Và chức năng đầy đủ luôn. Đó. Chất lượng máy móc, chức năng đầy đủ, dàn áo đẹp không bể vỡ, có trầy theo năm tháng. Thì ba con em để con trong cùng đây cho các bạn anh chị là 7 triệu nha, được mang biển số là 60 các bạn anh chị đấy. Rồi con tiếp theo cái bên mang biển số là 83 thì em để cho các bạn anh chị là 8 triệu nha. Đó, chất lượng máy móc đều như nhau hết nha các bạn anh chị nha. Rồi cái bên đây là con mang biển số là 60 nè các bạn chị. Đó. Thì con này em để cho các bạn anh chị hôm nay là còn 10 triệu nha. Đó. Ba con cùng màu nhau, chất lượng đều như nhau hết. Đó.
Con sub này biển số 60 em để cho các bạn anh chị là 10 triệu nha các bạn chị nha. Rồi. Tiếp theo nha chị ơi, còn bên ngoài nè. Còn khá là nhiều mẫu xe tay ga với lại xe số anh chị ơi. Đây, con quay S này. Rồi, cái bên này có con quay S này mới về nè các bạn chị, để các bạn chị là 3 triệu rưỡi nè. Đó. 3 triệu rưỡi rồi để cho các bạn chị về đi làm hồ chở đồ rồi đó. 3 triệu rưỡi nha các bạn chị. Máy móc là em bao em cho các bạn chị nha. Nhau sinh dĩa vỏ sâu rồi người ta cũng mới vừa thay hết. Đó, chỉ có 3 triệu rưỡi thôi. Về các bạn chị đi làm hồ chở đồ nó cũng rất là ok. Rồi đây rồi cái bên là con quay Plus. Quay Plus này thì cửa hàng cũng đang giảm cho các bạn chị là 10 triệu rưỡi nha. Bao nhiêu năm tháng thì dàn áo vẫn còn liền lạc có trề theo năm tháng, nhưng mà máy móc là bao em cho các bạn anh chị nè. Vỏ trước vỏ sau còn khá là ok luôn. Đó, mà chỉ có 10 triệu rưỡi thôi. Biển số là 65 nha các bạn anh chị. Rồi. Ở đây thì em có một cặp AB đời 2007 nha các bạn chị nha. Con trong đây và con ở trong đây nè các bạn chị. Ở một cặp đời 2007. Mang con trong đây mang biển số thành phố và con đây mang biển số 95. Hai con này em để đồng giá cho các bạn anh chị là 7 triệu một con nha. Đó, AB đời 2007 xe mình sân cơ. Máy móc chiếc là bao em? Hai chiếc này tương đối là giống nhau anh chị ha. Giờ phần nước sơn cũng như là dàn áo anh chị, sạch đẹp cũng liền lạc, không có bể vỏ ha. Rồi, cái bên là dòng ly nè các bạn anh chị. Đó, ly là đời 2012. Máy móc làm bao em cho các bạn anh chị nè, chạy mạnh giọt. Đó, vỏ trước vỏ sau còn rất là đẹp ha, dàn áo liền lạc không bể vỏ. Đó, chức năng thì đầy đủ luôn, theo năm tháng thì cũng có trề đôi đường. Xe này thì cái lường giữa và cái yên của các bạn chị về chạy chở hàng hay là đi chơi được cũng rất là tiện nha các bạn chị. Đó, cửa hàng hôm nay giảm chỉ còn có 9 triệu con này cho các bạn anh chị thôi. Ly, con này là FI phun xăng điện tử rồi nha các bạn anh chị. Rồi, kế bên đây là con Yahate SS của thằng Suzuki. Đó, Yahate SS Suzuki, con này là 125 phân khối nha các bạn anh chị nha. Con này mang biển số là 36. Máy móc là em bao em chạy mạnh giọt luôn, chức năng đầy đủ, dàn áo liền lạc nha, không bể vỡ. Đó. Thì con này cũng đang giảm cho các bạn anh chị là còn 8 triệu nha. Có 8 triệu thôi các bạn chị. Hai anh em mình cần coi chi tiết xe nào có thể liên hệ qua số trên màn hình nha anh em nha, để bên cửa hàng sẽ gửi chi tiết cái duyên của chiếc xe đó cho anh chị mình xem cho nó rõ hơn nha anh chị. Rồi, quá trình quay cũng rõ anh chị mình xem thông cảm nha. Trên đầu hàng trước đây thì em có dòng Suzuki nè, Future nè, quay RS rồi No 5, No 6 nữa các bạn anh chị. Con No 5 này em đang giảm cho các bạn anh chị là còn 7 triệu nha. Đó. No 5 chỉ có 7 triệu thôi, nhưng mà máy móc là bao em nha các bạn chị. Giờ ngoài thêm 5 tháng thì nó cũng hơi xuống một tí, nhưng mà máy móc là chất lượng nha. Rồi, kế bên đây là con No 6 nè các bạn chị. Đó, mang biển số là 66 luôn. Máy móc là bao em, dàn áo liền lạc không bể vỡ, nó sơn nó xi còn rất là đẹp nha các bạn chị nha. Đó, thì con này hôm nay cửa hàng đang giảm cho các bạn chị luôn là cũng còn 11 triệu nha. 11 triệu con No 6 này nha các bạn chị. Rồi. Rồi, cái bên là dòng quay RS 110 FI phun xăng điện tử nè các bạn chị. Đó. Quay RS 110 FI phun xăng điện tử, con này là đi bánh mâm nè các bạn chị, bánh mâm bánh đĩa nè. Đó. Máy móc là bao em, bao zin cho các bạn anh chị luôn. Đó. Xe cũng còn khá là đẹp luôn các bạn anh chị. Mang biển số là 60H5 nha. Thì con này cửa hàng đang giảm cho các bạn anh chị được còn 10 triệu rưỡi nha. Rồi, rồi chờ có mập bên nè. Đây thì em có một cặp Future 1 này các bạn anh chị. Đó, một cặp Future 1 màu xanh với màu đỏ đen. Hai con chức năng đều như nhau, máy móc là bao em, chức năng đầy đủ, dàn áo liền lạc luôn các bạn anh chị. Con Future màu xanh thì đang giảm cho các bạn anh chị là còn 14 cũ nha, 14 triệu. Đó, con màu đỏ bên đây thì em đang giảm cho các bạn anh chị là còn 13 triệu nè. Mẫu này hiện tại rất là hiếm nha anh chị. Có rất là nhiều anh chú mình trung tuổi cũng ưa kiếm với những cái mẫu đi nè, tại vì máy nó chạy rất là ngon và bền anh chị. Đó, chức năng đầy đủ và máy móc êm như nhau hết nha các bạn anh chị nha. Rồi, ở trong đây thì em có một con Sirius. Sirius này là FI nha. Ê, lộn. Em xin lỗi. Con Sirius này là máy móc lên bao em rồi các bạn chị nha. Biển số 92. Đó, chức năng đầy đủ. Máy móc bao em, dàn áo liền lạc, không bể vỡ, màu cam đen.
cửa hàng cũng đang giảm cho mình là chỉ còn có 9 triệu thôi nha các bạn anh chị. Đây, Sigus chính hãng nha anh chị các bạn. Rồi, tiếp tục qua bên khu vực bên đây anh chị ơi, còn rất là nhiều xe nha. Thì em cũng có dòng như là Tayga nè, Saab rồi nó 5 nó 6, Evercore, Vespa, xe đạp điện nữa nha các bạn anh chị nha. Xe điện này là thấp nhất bao nhiêu chứ? Hiện tại bây giờ thấp nhất là có 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi là em màu xanh này các bạn anh chị. Xe mới hoàn toàn luôn nha. Đó, xe mới hoàn toàn luôn, 4 triệu rưỡi cho các bạn anh chị. Chưa bình nha các bạn anh chị nha. Bình khoảng tầm 1 triệu mấy nữa là các bạn anh chị có 5 triệu mấy, 6 triệu là các bạn anh chị sở hữu con này. Đó. Thì cái bảng mà cao nhất của dòng xe điện này là bao nhiêu? Ở cao nhất của xe điện là có con hai con này nè các bạn anh chị. 11 triệu. Đó, mẫu mã rất là đẹp luôn. Hai màu cũng nhìn rất là nhã nhặn nha các bạn anh chị nha. Rất là gọn ha, rất là xinh xắn anh chị. Rất là dễ thương luôn. Còn những cái mẫu xe còn lại là giá dao động tầm 5 6 triệu, 7 8 triệu ha. 5 triệu rưỡi đến 6 triệu. À. Đó. 5 triệu rưỡi đến 6 triệu nha các bạn anh chị nha. Có rất là nhiều mẫu cho các bạn mình có thể lựa chọn nha các bạn. Ở đây toàn là xe mới không nha các bạn anh chị, xe mới chưa có bình bọng gì hết nha. Cái mẫu này cũng gọn nè, mẫu này nhiêu vậy chứ? Nhỏ mẫu này là 5 triệu rưỡi nè các bạn anh chị. Ba màu. Đó, màu vàng, màu đỏ. Phía sau luôn ha. Màu vàng, màu đỏ, màu hồng. Cái mẫu này nó có cái loa Bluetooth cho mình nghe nhạc luôn nha các bạn anh chị nha. Đó, các bạn anh chị mở khóa lên và bấm dò Bluetooth là các bạn anh chị kết nối với điện thoại mình nghe nhạc được luôn. Mẫu này đó. Đẹp nè anh chị các bạn. Gọn ha. Đó. Rồi ok, tiếp tục mình chuyển qua mẫu đây, Tayga. Ở đây thì em có hai con Vespa màu trắng và màu vàng nè các bạn anh chị. Đó, con màu trắng này thì đời nó cao hơn. Được trang bị vô thêm cho mình cái ba ga trước, ba ga sau nữa nè các bạn chị nha. Đó, và cái cản chống chảy xước nè. Đó. Và kính chắn gió Vespa này máy móc lệm bao em cho các bạn chị luôn, chức năng đầy đủ, dàn áo còn rất là đẹp ha, không ít chảy xước nha các bạn chị nha. Đó, cửa hàng cũng đang giảm là còn có 23 triệu thôi các bạn anh chị. 23 triệu là con màu trắng nha. Còn con màu đen này chỉ có 12 triệu thôi các bạn chị ơi. Màu vàng đen. Đó, chỉ có 12 triệu thôi nha. Máy móc thì cũng bao êm cho các bạn anh chị là chức năng đầy đủ nha. Đó, chỉ có 12 triệu là các bạn chị sở hữu nghe được một em Vespa màu vàng đen rất là đẹp. Rồi ở đây thì em có một cặp rim Thái nè các bạn anh chị. Đó, ở đây em có một cặp rim Thái. Máy móc là êm, chức năng đầy đủ. Nước sơn, nước xi, nói chung là xe này người ta cũng có dọn qua rồi các bạn anh chị. Đó, cũng có dọn qua rồi, nhưng mà nhìn cái xe nó rất là liền lạc luôn các bạn chị, cứng cáp. Đó, đồng giá cho các bạn anh chị luôn là 23 triệu một con. 23 triệu một con rồi Dream Thái nha các bạn anh chị nha. Rồi là Dream Thái nha anh chị. Có thùng đầy đủ cho anh chị mình để đồ luôn nè. Rồi, tiếp tục xuống phía dưới. Có game này chứ? Dạ, xe đêm đó là xe của bố em á. À, xe nhà các bạn anh chị ạ. Rồi, bỏ qua đi, mình tới mẫu xe Tayga nè. Ở trong đây thì em có Vision Su in Blue nè các bạn anh chị. Đấy, rất là nhiều luôn. Các bạn anh chị xem và ưng được chiếc nào thì mình liên hệ ha. Đi tới luôn nha các bạn anh chị nha. Rồi, ở trong đây thì em có con Vision đời 2012 nè các bạn anh chị. Đó, Vision đời 2012. Máy móc êm, chức năng đầy đủ, dàn áo liên lạc có trầy theo năm tháng. Đó, máy móc là bao êm chạy mạnh cho các bạn anh chị luôn nè. Đó, con này được mang biển số là 67 nha các bạn anh chị. Cửa hàng cũng đang giảm cho mình luôn, còn có 11 triệu thôi. Đó, 11 triệu nha các bạn anh chị. Rồi kế bên đây con Su in Blue nè. Con này là FI phun xăng điện tử nè các bạn anh chị. Đó, FI phun xăng điện tử, dàn áo liền lạc ha. Nước sơn, nước xi cũng còn khá là đẹp. Đó, vỏ trước, vỏ sau, máy móc bao em. Con này cũng đang giảm cho mình là còn có 10 triệu thôi các bạn anh chị ạ. Rồi kế bên đây nữa thì em có con dòng AT đĩa bay nè các bạn anh chị. Đó, AT đĩa bay con này đang để cho các bạn chị là 3 triệu rưỡi thôi. Các bạn chị nào nhanh tay lại chân nữa thì em giảm cho mình thêm vài trăm nữa nha các bạn chị nha. Đó, AT đĩa bay. Rồi ở đây thì em có dòng Victoria Elizabeth chứ. Attila
Elizabeth. Ở đây con này là xài bình xăng cơ nè các bạn anh chị. Đó, bình xăng cơ mang biển số 60. Con này em đang giảm cho mình là còn 5 triệu nhé. Chỉ có 5 triệu thôi các bạn chị. Rồi con kia bên này nó là dòng cao hơn một tí. Nó là FI nha các bạn anh chị nha. Đó, FI phun xăng điện tử. Thì con này cũng đang giảm cho các bạn anh chị là con này là còn 9 triệu nè. Đó, tại vì FI nó sẽ cao hơn cái dòng bình xăng cơ nha các bạn anh chị. Rồi con kia bên đây cũng 9 triệu luôn nè các bạn chị. Đó, hai con nha. Máy móc là bao em, chức năng thì đầy đủ cho các bạn anh chị nè, dàn áo liên lạc luôn, màu đỏ rất là đẹp. Đấy. Rồi con kế bên đây là con nó xài bình xăng cơ nè các bạn anh chị. Đó, xài bình xăng cơ. Con này cũng để cho các bạn chị là 5 triệu thôi. Chỉ có 5 triệu. À, mang biển số là 49 Lâm Đồng nha các bạn anh chị. Đấy, trong khi quay mà anh chị các bạn mình xem xe chưa rõ cái chiếc nào mình có thể liên hệ nha anh chị ơi. À, liên hệ qua số trên hình để được coi xe chi tiết lại lần nữa cho nó kỹ nha anh chị. Đây có đi lăng nè. Ở đây thì em có em đi lăng. Đi lăng này là 150 phân khối nha các bạn anh chị nha, màu đỏ. Bao nhiêu năm tháng thì dàn áo nó cũng còn khá là đẹp. Đó, máy móc thì bao em cho các bạn anh chị nè, chức năng đầy đủ ha. Con này cửa hàng đang để cho các bạn anh chị là còn có 12 triệu nha các bạn anh chị. Đó, 12 triệu là các bạn sở hữu ngay được một em đi lăng. Xe này ngày xưa mà ai sở hữu được nó rất là VIP luôn á các bạn anh chị. Là đại gia một thời đó anh chị. Dòng này đi rất là sang lúc trước nè. Bây giờ giá khá là mềm. Giá bèo. Rất là dễ đi ha. Rồi, cái bên là cũng nô 6 nè các bạn chị ha. Thì con này có vô một cái đĩa trước cho mình nè, đĩa lớn hơn nè và sơn cặp bánh lại màu vàng nè. Đó. Vô một số ốp đồ mạ rơm inox, máy móc là bao êm cho các bạn chị luôn, chức năng đầy đủ. Đó, nước sơn, nước xi cũng còn khá là đẹp. Đó. Con này của cửa hàng đang để cho các bạn chị là 13 triệu nhé. Chỉ 13 triệu là các bạn sở hữu nghe được một em nô 6. Rất là đẹp luôn. Con này mang biển số thành phố nha các bạn anh chị. Rồi cái bên đây thì cũng nô 6 nữa nè các bạn anh chị. Đó, nô 6 thì con này để cho các bạn anh chị là 12 triệu thôi. Con này hai chìa khóa vẫn còn, máy móc bao em, dàn áo còn liên lạc không bị vỡ, chức năng đầy đủ luôn các bạn anh chị ha. Đó, chỉ 12 triệu thôi. Con này mang biển số của nó là 64 nha các bạn anh chị. Rồi cái bên đây thì có dòng AT, con này cũng FI phun xăng điện tử nè các bạn anh chị. Con này em để cho các anh chị là 6 triệu thôi. Đó, phun xăng điện tử để cho anh chị là 6 triệu thôi nhé. Rồi xuống phía dưới luôn anh chị ơi. Rồi dưới đây thì em có con Soul Inblue nè các bạn chị. Đó, con này là máy là bao zin cho các bạn chị nè, chức năng đầy đủ luôn, dàn áo liền lạc, nước sơn nước xi còn khá là đẹp. Đó, FI con này cửa hàng đang định giảm cho các bạn anh chị là còn có 12 triệu nha. Đó, cái dòng Soul này là máy là cực kỳ là bền luôn nha các bạn anh chị. Chạy mà chỉ xăng nhớt nhau nó đầy đủ là các anh chị biết bao giờ mới hư được nó. Rồi một chiếc rồi, khá là độc lạ luôn. Epicoro. Con này là 150 phân khối nha các bạn chị nha. Epicoro, con này kiểu dáng nó rất là hoành tráng, đẹp luôn. Có anh trai nào cao rồi khoái cổ điển rồi đi con này. Đó, nhìn rất là đẹp nha. Máy móc là bao em cho các bạn anh chị nè. Đó, chức năng đầy đủ luôn. Rồi con này cửa hàng đang giảm cho mình là còn 12 triệu thôi các bạn chị. Máy rồi. Nó êm lắm các bạn chị, con này nè. Bởi là bên cửa hàng có dòng này là nhiều lắm chị, hôm nay là như là còn một chiếc hả chứ? Dạ đúng rồi, bán hết còn một chiếc một. Rồi sáp luôn. Con này là sáp, con này là FI phun xăng điện tử nha các bạn chị nha. Đó, phun xăng điện tử 125 phân khối. Đó, máy móc là bao em, chạy mạnh giọt cho các bạn chị nè. Dàn áo cũng còn khá là đẹp nha. Con này đang để cho các bạn anh chị là 14 triệu nha. Đó, sáp là FI nó sẽ cao hơn mấy xài bình xăng cơ nha các bạn anh chị. Rồi cái bên đây thì em cũng có con nô 5 nữa nè. Con nô 5 này rất là đẹp nè các bạn chị. Đó, dàn áo liền lạc không bể vỡ, máy móc là bao em, chạy mạnh giọt cho các bạn chị nè. Vỏ trước rồi vỏ sau cũng còn khá là ok. Đĩa thì nó cũng hơi rẻn một tí xíu thôi các bạn chị, nhưng mà còn xài rất là ok nhá. Nó thì con này cũng đang giảm cho các bạn chị là còn 9 triệu thôi. Đó, nô 5. Rồi đây có con em sáp nữa nè. Rồi con sáp. Sáp này xài bình xăng cơ nha các bạn chị. Đó, bao nhiêu năm tháng mà các bạn chị nhìn cái nước sơn nó xi nó nè. Đó, còn rất là đẹp ha. Máy móc thì bao em chạy mạnh giọt luôn. Con sáp này cửa hàng cũng đang giảm cho các bạn chị là còn 9 triệu nha. Điện 65 hả? Dạ. Đó, chỉ có 9 triệu thôi nha các bạn anh chị nhá.
Rồi thì em cũng mới vô giới thiệu tới tất cả các anh chị về các dòng xe tại cửa hàng em rồi đó. Và em sẽ cập nhật các dòng xe tiếp theo cho các bạn chị xem và tham khảo nhé. Rồi em xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng em là số 14 đường Thủ Khoa, phường Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương nha các bạn anh chị nha. Đó, và cửa hàng em vẫn ship xe toàn quốc cho các bạn anh chị luôn, và trả góp qua ngân hàng và qua cửa hàng nha các bạn anh chị nha. Đó. Rồi, okay. Cuối video thì em xin chúc cho tất cả các bạn chỉ có một ngày làm việc thật là vui vẻ và hiệu quả nha, thành công trong cuộc sống. Rồi, cảm ơn Kiến rất là nhiều nha. Đó, và một lần nữa em xin nhắc lại là anh chị các bạn mình, nếu mà trong quá trình quay video mà mình xem chia là xe này chưa rõ, mình có thể thông cảm nha anh chị. Cần câu chi tiết không có thể liên hệ qua số trên màn hình nha anh chị, được bên cửa hàng gửi cho anh chị mình xem chi tiết lần nữa nha anh chị. Đó, cảm ơn anh chị mình rất là nhiều luôn. Thì chắc lẽ là em cũng tạm dừng video tại đây nha anh chị. Anh chị thích là cho em một like cũng như là mình nhớ chia sẻ video giúp em ăn. Đừng quên đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới từ bên em nha anh chị. Cảm ơn anh chị các bạn mình, và hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.